Trình đối diện bệnh hiểm nghèo đôi khi rất cô đơn và tăm tối. Vì vậy, chúng tôi muốn hết mình hỗ trợ bạn để soi tỏ lộ trình và giúp bạn làm chủ cuộc sống. Song hành y tế, dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân bởi Medics.